Chào các bạn, hiện tại anh em mình đang có mặt là tại xã Phú Mỹ của huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang các bạn. Đây, hiện tại anh em mình đang đi chùa Tà Ten các bạn. Không biết là tên chùa có đúng như vậy không, tại mình đọc theo cái tên người ta ghi bằng tiếng Việt các bạn, là ghi là Tà Ten gì đó. Đó, nếu mà có anh em mình có đọc sai thì các bạn bỏ qua. Đó, do mình anh em mình cũng không biết tên chùa là tên gõ là tên gì nữa các bạn. Anh em mình cũng từ sóc tiếng Anh qua thật ba ơi. Đó, từ sóc tiếng Anh qua thì anh em mình đi vô chùa là đi bộ theo cái đường đan 2,5 tấn, đi vô là 2 cây số các bạn. Đi nó sẽ cầm bên kia chứ. Cái view ở Kiên Giang là rất đẹp các bạn, quá là đẹp luôn. Giống Phnom Penh đó các bạn. Hai bên đường là có cây thốt nốt với ruộng các bạn. Là người ta mùa này là hình như là hạn hán, người ta chưa có gì. Xả lúa. Đất này kia nứt hết luôn các bạn ơi, không biết ở đây có mưa chưa. Đây, cái đường đan 2,5 tấn rồi các bạn. Đây, để mình quay cái view đây các bạn thấy chưa. Phía sau mình đây là ruộng các bạn. Đó. Đây nè, đây cây thốt nốt này các bạn ơi. Đó, xa kia là cây thốt nốt các bạn. Kia là đường ta nọt á. Đấy, thì quen đường thì vô chùa đây là mình có thấy cái bảng lễ khánh thành vậy nè. Lễ khánh thành Sala Chanh dẫn đường. À, lễ khánh thành Sala nha các bạn. Ôi, quá nóng. Hiện tại không biết mấy độ nữa. Anh em mình muốn cái hồn muốn bay ra khỏi cái xét luôn các bạn ơi. Mình thấy xe người ta chạy ra, không biết người ta có chở mình không các bạn. Hello Tom, hello bạn, mày chung. Tại sao người ta bỏ mặt mình vậy? Mình quê quá. Không sao, anh em mình tiếp tục đi bộ. Hello bạn. Nó nhìn đi chờ. Có anh tài xế rất đẹp trai. Anh em Kiên Giang mãi đỉnh nha. Hình như là tới chùa rồi các bạn ơi. Đây. Wow. À, kinh bon trời đó bạn. À, kinh bon đẹp trai. À, kinh bon bạn cu ơi. hai cây là vô hơi xa, nếu mà đi bộ vô chắc vô đây tới đây chết quá. An bà lách nuôi rồi á, nô tận hưởng 2 cây số. No. Đây các bạn, An bà lách chứ gọi bà lách qua tới các bạn ơi, được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. 2 cây số không có gần được nha các bạn. Nhờ có xe mới đi được đoạn đường nha. Ok, không cảm ơn tải chưa vậy. Cảm ơn anh đẹp trai. Về cho em xin Facebook. Hôm nay mình đi vô theo chùa Việt Lạc nha các bạn. Thank you.
sông chăng cừu ni môn rang sông lơ tăng kê tana đai kana chật tăng ba tiếp chật chai pa kê na sông ni môn tiên na sông a namo tên ni kana sông thlai nhâm nọ ọcôn sâmrap vọt giờ này mình sẽ đi ăn cơm nha các bạn ơi. Qua đây này mình vô kiếm cơm. Ui, ở đây nắng hơn ở mình gấp đôi luôn các bạn. Muốn cháy luôn. Ở mình có mưa chút chút, còn ở đây là nắng muốn khét luôn á. Wow, bên đây ghế dựa nha các bạn. Anh em mình được ăn này. Cô ma gì thịt sạch liền, thịt heo liền á. Bạn nói là đói các bạn, ăn gì cũng ngon đó các bạn ơi. Quá ngon. Hôm nay bà tới chuyên gia ăn cơm các bạn. Ăn cơm, ăn răng rồi, giờ ăn cơm chuyên gia. Ngon lắm. Các bạn ăn cơm chưa? Mời tất cả các bạn ăn cơm cùng anh em mình nha. Ở đây có súp nữa nha các bạn. Hình như là cù lao cái gì á. Cù lao phải không ăn? Hầm xương cái gì á. Hầm thịt heo. Hầm á. Này hầm xương, mình tưởng cù lao nha các bạn. Nghe mùi hơi ngon nha. Mùi thì mà nghe. Hả? Mùi nghe được nữa hả? Được, hửi. Hửi mới được. Hửi, mình hửi cho nghe bằng lỗ tai. Đây có cho trà đường luôn nha các bạn. Đây một trà đường với một chai nước suối nữa. Quá là tuyệt vời. Còn gì bằng nữa thầy. Thảo thảo cơm mà. No chưa? No rồi. Ăn no chưa ăn? No rồi. Hả? Đủ no. Về tới chị Vinh luôn các bạn. Anh em mình nhiêu đây đủ tới chị Vinh luôn. Rồi anh, no chưa? No rồi. Mình về sớm mình cùng mẹ đi. Anh em mình sẽ đi dạo một vòng để chia sẻ cho các bạn cảnh đẹp ở Kiên Giang nha các bạn. Còn mình chả đường ngon quá, chả đường ngon quá. Hả? Chả đường ngon quá. Mình muốn thêm một ly nữa. Nè, một ly nè. Mua ly mới kìa. Ước gì người ta đem cho mình một ly mới nữa. Lập bao mê luôn. Chị Vinh nè, phải không bà? Không phải đâu, lộ rồi. Để giống cái kinh nơi đi ạ. Cái kinh nơi. Mẫu này là bánh trái này đây. Mình ra mấy quanh phòng ấy. Rồi quanh phòng ấy. Đây mình gặp người quen nè. Chặn chị Vinh nè các bạn. Hãy chặn chị Vinh nè. Mình lấy chị Vinh nhắc là. Từ đâu đến đây vậy? Chạy xô. Chạy xô cho tôi cô kìa. Chết rồi, qua tới đây là gặp chị Vinh luôn vậy. Alo các bạn. Mình đi chạy xô nha các bạn. Đây cũng chị Vinh luôn. Mình chạy Vinh. Nhìn đâu chăng là biết chân đâu rồi. Qua đây còn gặp dân chị Vinh không vậy? Đúng rồi. Qua Kiên Giang gặp dân chị Vinh. Ok.
Và đây các bạn, mình được nghe nói đây là ngôi chánh điện của chùa Tà Ten nha các bạn. Đó, rất là cổ, chánh điện là còn rất cổ các bạn. Không ăn dép, không ăn dép, cấm ăn dép. Để mình vô phía trong quay chia sẻ cho mọi người xem nha. Đây là ngôi chánh điện. Wow. Đây là phòng còn là tôn nha các bạn. Ui. Đốt nhang đi, đốt nhang đi. Thầy đốt trước luôn. Thầy đốt 4 cây luôn thầy. Là ngôi sala hồi nãy mình vô các bạn, với ngôi chánh điện là cách xa nhau lắm các bạn. Để chắc từ đó qua đây chắc khoảng 500m quá. Chỗ đó các bạn cũng xa đấy. Đây các bạn, hình như là lễ khánh thành ngôi sala này nè các bạn. Để mình sẽ bước vô phía trong để cùng chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Đó, màu rất là đẹp. Wow, phía bên trong khá là rộng các bạn. Wow, tương đương với một ngôi chánh điện đây. Đó.
Đây là nơi hỷ cúng nha các bạn. Sẽ ý, dạy ý. Dạy ý. Dạy ý, đừng ý. Học ý chứ. À đừng. Cũng học ý á. Mày sách. Đây các bạn, ở dưới ruộng là có sân khấu nhạc này kia đó các bạn. Nhưng mà hình như là tối người ta mới chơi nha các bạn. Hiện tại là người ta không có chơi. Đẩy đắp lại hết rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là nếu mà qua tối sẽ vui hơn các bạn. Hiện tại qua là giờ trưa nên không có người mấy các bạn ơi. Hello. Xua bên vậy đã tạm vậy chứ. Nè nè rồi anh. Nè sốc nâng đây à. Nè sốc nâng á. Tao nó khác nè. Nâng á. Nâng nó rồi vô màn này. Tạm đậm. Tạm đậm. Mấy màu hoạch liền nha. Màu hoạch liền. Màu ăn nã, màu ăn nã. Màu nã yên. Màu nã yên đi. Màu dạ quá à. Màu dạ quá à. Màu đầy cái nhạc nè. Ủa đủ nâng, nâng cầm miền cầm nhạc đi. Cầm miền lắm. Màu đầy cái nhạc còn ra dinh mọa. Ờ. Ở khu nôn cho đánh này. Ôn mà rõ tức cái nâng bọn ơi. Cầm tích chứ. Ngon nè. Mà còn chặt tay. Mà YouTube đi á, họ ngay á nhá. Thầy Hoàng á, chào anh ra nhảy. Ôi lần YouTube đi học hình nè. YouTube đi học tớ. Nâng nâng thử nâng bằng cá thế. Dạ. Nâng miền bọc. Prì hả? Prì hả? Miền prì. Thực prì. Thực prì. Thế. À prì bánh này luôn đó. Nước uống. Prì. Đợi tới chiều anh em mình cũng đợi nữa các bạn. Uống 10 ly cái gì á? Uống 10 ly luôn. Tay ông ấy. Bắt qua cái giếng bắt qua cái bắt qua cái bắt năm năm chục ngàn mới người ta cho 50 ngàn. 50 nè 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 cho nè 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 nó giỡn thôi ông nước này rồi mua bánh ăn đi 20 lấy ngang 50 mới lấy. Ôi cảm ơn mà gặp mặt này ơi bên đưa tiền á. Ô còn cần về chứ không thông sẽ đạp bàn nữa. Dạ. Sẽ đạp bàn nữa. Đạp bàn cô. Đạp bàn. Đây. Nếu ông mới chờ đúc một mình. À, chờ mới xong Facebook. Ta kết bạn nhắn tin liền. Nhắn tin nhắn làm gì xong ra đây nè. Xong tám. Chấp chấp con. Đã có thêm. Tốt. Nhí vô tao vô tao. Dạ. Vô bánh cảnh sát đó chả cảnh sát con mình, mình đã sẽ có cho anh tiểu đường á ông cái thằng bánh tôm tới với mẹ nhất tao tiếc sơ mẹ sơ hả sơ ăn sơ score ăn Stir không? Stir là mấy? Stir nó là lạc không? À, Stir. Đọc ra Stir. Stir, nói Stir đi. Stir. Stir hạt bếch, Stir score hạt em.
Wow, mình học được những từ người mới các bạn ơi. Sister Pleo. Sister Atpaem. Sister Pleo. Sister Pleo là phát sinh. Sister and Sister Pleo. À, hình như là có chùa khác đang đi vô đó các bạn. Sao khỏi em xây xây hoài nó, sao khỏi tế. Hình như không hiểu. Không hiểu hả? Không, vậy, không, đập, không hiểu. Sao đập bạn này. Mấy chú, nói biết không? Biết tiếng nhưng mà anh nói gì em không nghe được. Nói gì cũng không nghe được gì, mình nói tiếng Việt. Là hỏi tại sao cười hoài. Có quen không? Có. Quen hả? Anh là ai? Là anh đen mỏ neo. Ừ, biết luôn. Bạn này biết anh này không? Không hả? Ủa em thích cười lắm hả? Thích cười lắm hả? Thấy con bon vậy chứ à, đập dở à? Rồi không hiểu rồi. Mình nói hình như là tiếng ở Trà Vinh khác hơn ở Kiên Giang. Hồi nãy bởi mình qua đây mình như mình đang đi nước ngoài á các bạn. Sterpleo là phải xứng nữa. Bye bye mọi, bye bye mọi, bye bye nè, bye bye. Hẹn gặp lại, see you again. Thom ơi, con bye bye đó Thom. Xâm lìa Arkania. Xâm lìa Arkania. Giờ anh em mình đang chuẩn bị lên xe đi về thôi các bạn ơi. Các bạn gì đó hả các bạn? Đi ra xe chứ. Ra xe. Khoảng tầm 2 cây. Bye bye. Bye bye tầng ở kia, bye bye tầng ở kia. Ủa bạn. See you again. Ui, hình như có chùa vô. Có chùa vô. Bye bye đang ở đây. Từ sọc. Ai đó? Bye bye mười mấy. Bye mười từ sọc. Từ sọc bên này. Bye bye dạ chị Vinh này. Bye dạ. Tụi mình á. Dạ xây tụi rồi đó dạ. Bye bye. Hiện tại này mình đang thử thách bản thân là đi ra là 2 cây số nữa hẹn các bạn. Đây giờ anh em mình đang ra xe chuẩn bị về đợi Trà Vinh. Đó. Giờ anh em mình cũng kết thúc video tại đây. Đó, các bạn thấy hay thì lại anh em mình một like, đăng ký kênh, ủng hộ anh em mình để tiếp tục ra những clip hay hơn nha. Mua được cái gì vậy? Bye bye mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại Kiên Giang.